Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình xúc tiến thương mại và du lịch tại tỉnh Quảng Ninh. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp hội viên, hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa và các doanh nghiệp doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong chương trình, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và du lịch Thanh Hóa Quảng Ninh. Các doanh nghiệp đã trao đổi, giới thiệu về hoạt động của tổ chức hội, thông tin về ngành nghề kinh doanh, những tiềm năng lợi thế của từng doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm về phát triển công tác hội, kinh nghiệm trong quản trị điều hành doanh nghiệp và những cơ hội hợp tác kinh doanh. Các doanh nghiệp đều có chung nhận định thị trường Quảng Ninh và Thanh Hóa đều có rất nhiều dư địa để các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, đầu tư trở thành đối tác chiến lược tiên cậy trong thời gian tới. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh thống nhất sẽ là đầu mối đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là trong việc cập nhật thông tin thị trường, chính sách thu hút đầu tư nhằm tạo ra sự liên kết hợp tác đầu tư, gắn bó lâu dài giữa doanh nghiệp với nhau. Cũng trong chương trình, các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã đến thăm tìm hiểu mô hình hoạt động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thông qua chương trình đã tạo ra sân chơi giúp các doanh nghiệp giao lưu học hỏi trong sản xuất kinh doanh tìm kiếm khách hàng đối tác đây cũng là dịp xây dựng hình ảnh tạo mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa doanh nghiệp thanh hóa với quảng ninh hướng tới sự phát triển bền vững